Xu hướng laptop văn phòng 2023 trong tầm giá chỉ hơn 15 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ có một chiếc laptop với yêu cầu là card họa rời này, màn hình 15.6 inch và đặc biệt là có thể up RAM cũng như là chơi được game. Thì đây, chiếc laptop HP Pavilion 15 với phiên bản 2022 này hoàn toàn có thể đáp ứng được những nhu cầu mà mình đề cập phía trên. Và cụ thể thì như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Đây là video từ Hoàng Hà Channel. Giá laptop này càng hời hơn khi mà các bạn mua sắm sản phẩm này và tham gia chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có tại Hoàng Hà Mobile. Sắm máy mượt vượt vũ môn tặng voucher giảm tới 300.000 đồng khi mua laptop màn hình đặc biệt áp dụng cho học sinh sinh viên và các sĩ tử 2K5. Chi tiết ưu đãi mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video và các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Ok, và trước khi bắt tay vào trải nghiệm sản phẩm này thì chúng ta sẽ điểm qua một vài những cái thiết kế trên sản phẩm phiên bản 2022 này nhé. Và với chiếc máy này thì chúng ta sẽ vẫn có thiết kế mặt lưng phẳng này, vỏ chất liệu nhôm nhám ở toàn bộ phần thân, kết hợp cùng màu sắc là vàng gold. Với thiết kế này sẽ mang lại cái sự sang trọng và phong cách cho người dùng. Và ngoài ra cái phần chất liệu này cũng sẽ góp phần mang lại cái sự cứng cáp này, không bị mang lại cảm giác ọp ẹp trong quá trình gập mở sản phẩm. Phần bề mặt bên ngoài làm nhám cho nên là nếu như có lỡ va quệt này hay là chảy xước cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ chung của sản phẩm. Và nhìn chung thì toàn bộ quá trình sử dụng sản phẩm này, thiết bị vẫn mang lại cho mình cái sự linh hoạt trong quá trình sử dụng bởi vì cái thiết kế mỏng nhẹ này, trọng lượng chỉ khoảng là 1,74kg thôi. Đi sâu hơn vào mặt bên trong thì chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 15.6 inch và đây là một chiếc màn hình gương tinh thể lỏng cho trải nghiệm về màu sắc đẹp mắt và khá tươi. Đối với màn hình của HP Pavilion 15 sẽ sở hữu tấm nền là IPS này, độ phân giải Full HD. Đây là một chiếc màn hình quốc dân với tỷ lệ màn hình là 16:9 thường thấy, thông số chuẩn cơ bản với độ sáng màn hình là 250 nits và 65% sRGB. Tuy nhiên thì sẽ có một nhược điểm nho nhỏ ở phần màn hình này mà mình nhận thấy được trong quá trình sử dụng, đó chính là cái việc mà ảnh hưởng cái phần sáng của màn hình này khi mà chúng ta sử dụng trong môi trường ánh sáng mạnh. Cụ thể thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm này ở môi trường là văn phòng, hoặc là nếu như có đi ra ngoài thì sẽ sử dụng, ví dụ như là chúng ta sẽ ngồi ở quán cà phê hoặc là đâu đó thôi. Thường thì chắc là có lẽ cũng sẽ không ai sử dụng sản phẩm này khi mà ngồi ngoài trời có ánh sáng mạnh, đúng không nào? Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý thêm vào cái điểm này nhá. Và sau toàn bộ quá trình trải nghiệm sản phẩm này và đặc biệt là với phần màn hình của chiếc laptop HP Pavilion 15 thì mình thấy là chiếc laptop này sẽ rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà chúng ta có nhu cầu đặc biệt với cái việc là chúng ta sẽ sử dụng để làm các tác vụ là trải nghiệm văn phòng này hoặc là để giải trí, cụ thể là để xem phim chẳng hạn. Đối với trải nghiệm của touchpad và gõ phím thì hầu như các cái thao tác như là vuốt chạm này, lướt thì mình thấy là đều ổn, có hành trình phím sâu này, layout được bố trí khá là hợp lý, thuận tiện cho việc gõ. Tuy nhiên một lưu ý ở đây thì phần bàn phím của HP Pavilion 15 sẽ không có đèn nền, cho nên là hơi tiếc một chút ở phần này. Nếu có LED phím thì có lẽ đây là một chiếc bàn phím hoàn hảo đối với mình. Và nếu như nói laptop HP Pavilion 15 được sinh ra dành cho dân văn phòng thì cũng không ngoa, bởi vì tất cả những yếu tố cấu thành nên hiệu suất cho sản phẩm này sẽ giúp chúng ta giải quyết những cái tác vụ văn phòng cực ngọt từ cơ bản đến nâng cao. Sản phẩm này sẽ sử dụng chip là Intel Gen 12 với 10 nhân và 12 luồng, cụ thể sẽ là Intel Core i5-1235U cùng card đồ họa rời là NVIDIA GeForce MX550 2GB, đáp ứng tốt mọi tác vụ trên Office từ cơ bản đến nâng cao một cách trơn tru và hiệu quả. Bên cạnh đó có thể hỗ trợ người dùng chỉnh sửa thiết kế hình ảnh trên các ứng dụng của Adobe này, hay là giải trí với các tựa game nhẹ nhàng như là Liên Minh hay là Valorant. Ngoài ra thì chúng ta có thể nâng cấp thêm RAM để có thể đa nhiệm mượt mà hơn, với RAM 8 DDR4, tốc độ burst là 3200MHz cùng ổ cứng SSD lên tới là 512GB, vừa đủ để cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu. Đối với thời lượng pin thì chúng ta sẽ có viên pin 3 cell và công suất lên tới là 41Wh. Cụ thể thì đây cũng sẽ chính là những cái thời lượng pin, một viên pin điển hình ở trên những cái mẫu laptop Pavilion như thế này. Và chúng ta sẽ có đâu đó thời lượng sử dụng khoảng là 3 đến 4 tiếng ở những cái tác vụ nhẹ nhàng. Đối với mình thì cái thời lượng pin như thế này thì nó ở mức là ổn thôi, chứ cũng chưa phải là khủng ở trên những cái mẫu laptop mà văn phòng như thế này. Cuối cùng là với cổng kết nối thì mình thấy là được trang bị khá là đầy đủ, với một cổng HDMI này, một cổng USB 3.2, một cổng USB Type-C, một giắc tai nghe 3.5 ở cạnh trái. Đối với cạnh phải thì chúng mình sẽ có một cổng là USB 3.2 và một lỗ khóa. Và đó là những trải nghiệm của mình trên chiếc laptop Pavilion 15 này. Còn các bạn thì sao? Có thể chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe, nhấn vào nút chuông để chúng ta sớm gặp lại nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.